6-4 cho Thái Lan. Và bạn mưa một hơi sâu một chút, nhưng pha chuyển hai của Selema. Pha đánh hai chuyền, đánh hai chuyền của Myanmar nhưng không thành công. Và Thái Lan tiếp tục ghi điểm 7-4. Trước một đối thủ như thế này thì dĩ nhiên Thái Lan không cần phải. Cầu lên điểm của Thái Lan đã bị ngắt. Pha tấn công nhanh ở vị trí số 3. Nana không qua được hàn chắn của Thái Lan. Tiếp tục là tình huống ghi điểm của Wimorat. Một tình huống chuyển bóng sau đầu và ghi điểm ở biên 2. Vẫn cứu được. Rất cố gắng của các cầu thủ áo trắng đã đưa được xa phần sân của Thái Lan. Điểm số cho Thái Lan ở trong tình huống vừa rồi 16-5. Điểm số vào lúc này đang là 21-5. Bóng bật lưới và vẫn xa phần sân của Myanmar. Hai ba năm. Xác định điểm số cho Thái Lan. Match point. Đã có tình huống ghi điểm cuối cùng của Thái Lan ở trận đấu này. Họ đã vượt qua Myanmar với tỷ số 3-0. Điểm số lần lượt là 25-8, 25-8 và 25-6. Cách biệt rất lớn trước tuyển nữ Thái Lan với phần còn lại.